Europa League 2022-2023 hứa hẹn nhiều trận cầu hấp dẫn. Tối ngày 26 tháng 8 theo giờ Việt Nam, Liên đoàn bóng đá châu Âu, UEFA đã tổ chức lễ bốc thăm chia bảng Europa League mùa giải 2022-2023 tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Năm nay, giải đấu danh giá thứ nhì cấp câu lạc bộ bóng đá châu Âu có sự góp mặt của 32 đội tham dự vòng bảng, 22 đội giành vé trực tiếp và 10 đội giành vé thông qua play-off. Tất cả đại diện của 32 câu lạc bộ đã có mặt tại Istanbul để bốc thăm chia bảng. Đây là lần thứ 52 UEFA tổ chức giải đấu và là mùa thứ 14 mang tên Europa League. Mở đầu buổi lễ, UEFA đã trao giải cầu thủ xuất nhất Europa League 2021-2022 cho tiền đạo Philip Kostic của câu lạc bộ Frankfurt, Đức. Đại sứ Europa League Jürgen Gira và huyền thoại Charlie Cobo là những người cùng tham dự vào buổi lễ bốc thăm này. Những lá thăm may rủi đã cùng nhau tạo nên những bảng đấu khá hấp dẫn. Các ông lớn của bóng đá châu Âu được cho là có phần vượt trội hơn, tuy nhiên các đội bóng cửa dưới cũng sẵn sàng làm nên điều bất ngờ. Theo kết quả bốc thăm, câu lạc bộ Manchester United thuộc bảng E cùng các đối thủ là Real Sociedad, Tây Ban Nha, Sheriff Tiraspol Moldova và Omonia Nicosia cửa hàng Cyprus. Xét về góc độ chuyên môn, đây cũng có thể coi là bảng đấu khó dành cho Quỷ Đỏ, khi Real Sociedad được đánh giá có thể làm khó bất kỳ đối thủ nào, trong khi Sheriff Tiraspol từng đánh bại đương kim vô địch Real Madrid ở vòng bảng Champions League mùa giải trước. Một ông lớn khác của ngoại hạng Anh là Arsenal được coi là rơi vào bảng đấu khá dễ thở, đặc biệt là khi họ có phong độ cao trong thời gian gần đây. Đối thủ khó nhằn nhất với pháo thủ tại bảng A có lẽ sẽ là đội bóng tới từ Hà Lan PSV Eindhoven. Ngoài ra, đại diện từ nước Anh cũng sẽ phải đối đầu nhà vô địch Na Uy Bodo Glimt và nhà vô địch Thụy Sĩ FC Zurich. Cái tên đáng chú ý còn lại là AS Roma, Italy. Đội bóng của huấn luyện viên Jose Mourinho đã chi khá nhiều tiền cho thị trường chuyển nhượng mùa hè năm nay. Tại bảng C, AS Roma sẽ đối đầu với nhà vô địch Copa del Rey, câu lạc bộ Real Betis Tây Ban Nha, cũng như nhà vô địch Bulgaria Ludogorets và nhà vô địch Phần Lan HJK Helsinki. Với việc rơi vào một bảng đấu khá dễ dàng, đương kim vô địch UEFA Conference League hoàn toàn có quyền tự tin với ngôi vị nhất bảng. Vòng bảng UEFA Europa League 2022-2023 sẽ bắt đầu từ ngày 8 tháng 9 tới. Kết quả bốc thăm vòng bảng UEFA Europa League 2022-2023, bảng A, Arsenal, PSV Eindhoven, Bodo Glimt, Zurich bảng B, Dynamo Kiev, Rennes, Fenerbahce, Elanaka bảng C, AS Roma, Ludogorets, Real Betis, HJK Helsinki bảng D, Sokap Braga, Malmö, Union Berlin, Union San Jose bảng E, Manchester United, Real Sociedad, Sheriff Tiraspol, Omonia bảng F, Lazio, Feyenoord, Midtjylland, Sturm Graz bảng G, Olympiakos, Karabakh, Freiburg, Nantes bảng H, Red Star Belgrade, Monaco, Ferencváros, Trabzonspor.